Rồi, mình xin chào quý anh em nha. Bây giờ mình còn có hai con iPhone 5SE anh em. Cái mẫu này thì bữa trước mình về được mười mấy con bán hết rồi anh em. Còn sót lại đúng hai con. Do mấy anh em đặt hàng mà cái kiểu cứ lè ngàn là không lấy anh em. Nên là mình like mình bán lại luôn cho nó nhanh. Còn đúng hai con. Hai con này thì mấy len keng như bữa trước nha anh em. Màu rất là đẹp đó. Giống như bữa trước mình có like lên cái lô đó thì mấy còn nguyên, giờ còn đúng hai cây nữa thôi. Đầu tiên mình đưa anh em con thứ nhất nha, kính sườn đẹp len keng. Sáu tư ghi nha anh em. Mình làm lại cái video này chỉ giới thiệu cho anh em hai con, còn đúng hai con. Anh em nào bữa trước gọi cho mình mà chưa mua được á, thì thông qua video này, nếu cần mấy cái này vẫn còn thích cái máy iPhone 5 SE này thì gọi liền cho mình nha. Thì nhiều anh em cũng đặt cho mình mà giờ mình cũng không nhớ số điện thoại á, nên là mình like lại cho anh em thấy thì gọi lại cho mình ha. Cảm ơn đồ rất là mượt anh em, máy riêng nguyên nha. iPhone 5 SE 64GB giá 2,4 triệu nha anh em. Mình để anh em giá 2,4 triệu nha. Mình chỉ còn hai con thôi nha. Con nào kính đẹp anh em, mình dán cực lực hết rồi. Mấy con này mình dán kính hết luôn rồi nha. Bảo đảm với anh em mình là kính không có trời nha. Đó, anh em cứ coi sườn góc này nọ đầy đủ. Mặt sau còn rất là đẹp. Mọi chức năng full nha anh em, máy gương riêng nha. Wi-Fi mạnh, ok. Sáu tư nha anh em. Con nào cũng sáu tư hết nha. Hai con này ngoại hình thì giống y chang anh em, con nào cũng sắc nét, màn hình đẹp, lưng đẹp. Con này cũng 2,4 triệu luôn nha anh em. Anh em nào có nhu cầu con nào thì gọi cho mình nha. Bữa trước có rất có nhiều anh em gọi cho mình nhưng mà hết hàng, mình tự mình chốt trước cho mấy anh em cô chú trước á. Nhưng mà cuối cùng thì cũng lên hàng rồi không lấy hàng anh em. Thì bây giờ nó sót lại cho mình hai cây thì mình đợt này mình đang mình bán luôn. Anh em nào cần thì gọi cho mình luôn ha. Test thử cái bàn tay con này coi. Thì nó có nhạy không nha. Anh em nào đi ngang kênh chưa đăng ký, nhớ đăng ký nhấn chuông nha anh em để biết được những video mới nhất từ kênh của mình nha. Ok anh em, bàn tay rất là ok, hai con giống nhau hết nha, chức năng y chang hết. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video nha. Anh em nào hai con này thích con nào thì gọi cho mình nha. Mình thấy hai con giống nhau hết anh em, chả khác gì. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.